Xin chào các em. Khi các em nhìn vào một cái đề đối với môn tiếng Anh, khi các em nhìn vào đề của môn tiếng Anh thì các em thấy rằng đề thi của Hà Nội năm nay khá là đơn giản, và chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy rằng là kiến thức sẽ chia thành hai cái level, hai cái mức độ rõ ràng, 50% mang tính chất nhận biết và 50% mang tính chất nâng cao. Đối với 50% kiến thức nhận biết này thì nằm ở các câu phát âm này, vì chúng ta thấy toàn vào những âm rất đơn giản và trọng âm cũng khá là dễ vì nó chỉ có từ có hai âm tiết thôi, hay là vào những cái câu ngữ pháp và các câu về mặt từ vựng. Nó chỉ khó hơn một chút đối với bài tập điền từ và cái phần từ luận viết lại câu, thật là hai dạng những dạng bài mà nó sẽ khó hơn một chút và yêu cầu các em sẽ phải có kiến thức nâng cao hơn. Đấy, khi các em làm bài này thì các em sẽ gặp một số khó khăn, đặc biệt đối với cái dạng bài là tìm từ đồng nghĩa và tìm từ trái nghĩa. Nếu các em không có từ vựng nhiều thì các em sẽ không phải làm được bài đấy đâu. Như vậy các em có thể nhìn thấy rằng là nếu các em học đầy đủ các kiến thức trên sách giáo khoa, các từ vựng và các kiến thức ngữ pháp trên lớp thì các em hoàn toàn có thể làm được cái đề này được 7 hoặc 8, 9 điểm là chuyện bình thường thôi. Bởi vì sao? Các em có thể thấy là toàn bộ kiến thức này đều dàn trải trong cái chương trình mà các em vừa học trong năm học vừa rồi. Tuy nhiên thì đây là năm gần như đầu tiên mà Hà Nội tổ chức thi môn tiếng Anh vào 10 và đề thi nó sẽ còn dễ hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì theo dự đoán thì vào năm sau thì các em có thể thấy rằng là cái đề thi năm sau có thể khó hơn và sẽ làm khó khăn hơn cho các em 2K5. Đề thi năm sau thì năm nay thì đề thi sẽ ra vào 50% từ vựng và 50% ngữ pháp. Nhưng đề thi năm sau thì rất có thể người ta sẽ nâng cái mức độ từ vựng lên và ngữ pháp sẽ giảm xuống, có thể là 60-70% từ vựng và 30% ngữ pháp. Và các em nhớ rằng là tỷ lệ từ vựng càng lớn thì đề thi càng khó. Và vì thế là các bạn 2K5 sẽ phải có những cái phương pháp và đường học tập thật hiệu quả. Thứ nhất là tất cả những cái từ vựng mà các em học trong các chương trình, học trong các bài đọc của chương trình sách giáo khoa là các em phải nắm vững được toàn bộ. Tức là mình phải dịch được tất cả những bài đọc đó sang tiếng Việt một cách thành thạo. Thứ hai là các em phải nắm vững được cho thầy các kiến thức ngữ pháp mà chúng ta học trong chương trình lớp 9 và nhớ rằng là một số kiến thức lớp 8 nữa. Đó là các cách phát âm này, hoặc là trọng âm này, phát âm về phát âm từ hoặc là trọng âm này. Thứ hai là chúng ta cũng phải nhớ về ngữ pháp, về thì động từ này, câu điều kiện này, câu ghép này, mệnh đề quan hệ này, so sánh tính từ này, cách sử dụng một số từ như enough này, so này, true này, hay là danh động từ này, tính từ, trạng từ, vân vân. Đây là những dạng ngữ pháp rất quan trọng mà các em phải nắm vững. Song song với việc học từ vựng và ngữ pháp thì các em đừng quên hãy luyện tập thật kỹ cho mình các kỹ năng làm bài, đặc biệt là kỹ năng làm bài đối với bài đọc hiểu, và các em vì các em biết rằng là phần đọc hiểu rất quan trọng và chiếm cái tỷ trọng điểm rất lớn và đề thi năm nào cũng có. Và hãy cố gắng làm nhiều dạng bài tập liên quan đến viết lại câu để chúng ta không bị bỡ ngỡ và không bị gặp khó khăn khi gặp các dạng bài nó khó hơn, phức tạp hơn. Và đừng quên là làm thật nhiều đề, làm thật nhiều bài. Như vậy là thầy cũng định hướng cho các em về cách ôn tập và học làm sao cho hiệu quả đối với cấp 2K5. Hy vọng rằng các em sẽ có phương pháp học tập và kế hoạch học tập hiệu quả nhé.